Hết trứng thì thôi. anh học từ lớp 1 đến lớp 3 có quyền anh biết được đúng hai trang đầu tiên. Nói chung là anh lười học lắm, lười học công nhận về thế thằng kia nghỉ hưu này, không thế. Không thì cho đi học cái gì hoặc cái làm cái gì đấy nó thích rồi. Sao lại đuổi? Nó đi làm à? Nó đi làm gì? Nó biết gọi cho người đó, biết cho nhà không? Biết cả nhà không?
Nói chung là kệ nó, cho nó. Đi. Nói chung là kiểu như là nó cũng chơi những thành phần như thế mà nó bị ảnh hưởng. Nhưng mà ở nhà anh từ lúc được hai tháng, từ lúc học xong phát là biết đi làm luôn này, kiếm tiền này, nó không bị ấy quá. Anh không đi làm thì đi học. Mày hâm mà. Nó phải cảm thấy nó không nói tức nó ngon mày lắm. Dầm dầm mẹ tao sẽ đi làm, mẹ tao sẽ kiếm cơm của tao. Thôi chắc là lần này cay mẹ nó làm lên đấy, lên cơ rồi. Làm lên cơ rồi. Nhưng cũng nhận từ lúc anh đi làm anh chưa bao giờ ngừng đấy. Chỉ ở nhà cũng buồn, đợi lọ về mà ra Hà Nội làm cái mắt gì đâu làm được, về nhà làm mấy hôm làm đến tận Tết đấy, xong là đi xuống ấy xin tôi bảo tôi xuống anh Quân làm. Đâu anh ở nhà có mấy hôm rồi. Từ tháng 12 anh ở nhà 2 tháng nhưng mà ra Hà Nội suốt. Đâu xong anh đến Tết anh xuống chơi thì anh xin anh quen mà ở từ xuống làm. Xuống làm thì xuống. Tháo ra để lắn khung này. Đến hôm bỏ cong tháo ra. Nhiều người gọi là biết thôi nhưng mà chưa tin mình. Đến người ta vẫn thăm dò thái độ. Vẫn nghi ngờ.
Uplet bản cao nhất rồi nhưng mà không có bản cao nhất rồi. Nhiều khi em bảo cho thuê chỗ này nếu mà bây giờ để lách cho thuê cũng phải được 7-8 triệu.